Celtic, bên Celtic và cả các cầu thủ Qatar, họ cũng sẽ đặt mục tiêu là 3 điểm. Lúc này thì hiệp 1 của hai đội bóng cũng đã chính thức bắt đầu. Marcelo, người chơi ở cánh trái trên hàng tấn công của các cầu thủ bên phía Qatar, rất nguy hiểm. Đó là một pha bóng dành cho tình huống tấn công của các cầu thủ bên Celtic. Người đã thực hiện cú dứt điểm cho tình huống đó là Son Seven, nhưng anh lại thực hiện một cú đá quá đáng tiếc, bóng chạy ra ngoài. Giảm nhẹ giá em ơi. Thành Sang solo. Nỗ lực không thành của Thành Sang. Một quyết định rất táo bạo của số 99 bên phía VDC. Lấy bóng của Huy Hotel. Hỗ trợ bọc lót của Vinh Sĩ Trung. Đây là cơ hội xuất hiện nguy hiểm đầu tiên của các cầu thủ Celtic, nó đến từ Thành Sang. Chính xác là lần thứ hai. Với một pha đột phá solo nhưng cú đá thì lại quá nhẹ, chưa đủ có đánh bại được thằng Chí Gôn. Son Seven, không lỗi việt vị của Son Seven, thử thách cho hậu vệ tấn tâm. Son Seven được chuyển vào, coi bầu tấn thành công, bóng chạm sang ngang. Liên tiếp là những pha bóng mà các cầu thủ của VTV Celtic đã có được sự xông xáo. Và vừa rồi là Son Seven đã vượt qua đối thủ từ hành lang cánh trái trong đội hình của các thủ Qatar. Sau những sự điều chỉnh thì lúc này hậu vệ cánh trái Văn Khánh sẽ được bố trí. Nguy hiểm! Tỷ số là 1-0 cho các thủ của VTV Celtic, và đó là cú đá rất đẹp của Hoàng Đan Đô. Cảm giác như đó là một pha bu lai bá để khiến cho bóng đi quỹ đạo khó chịu về phía khung thành của các cầu thủ Qatar. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một động tác bằng chân trái rất thoải mái của Hoàng Nano. Chúng ta đang nói đến viễn cảnh có thể sẽ là một hiệp đấu có bàn thắng. Thì Hoàng Nano lại một lần nữa lên tiếng cho các cầu thủ VTV Celtic. Cả hai bàn thắng của Hoàng Đô ghi ở trong giải đấu Bình Thành League tranh cúp Hoàng Bình cho VTV Celtic đều là những pha lập công rất đẹp. Tình huống trước ở vòng thứ 8 thì anh chơi là Thanh Sang. Vinh Mốc. Sơn Seven. Lại công cho VTC. Pha bóng tuyệt vời của cặp đôi Vinh Mốc và Sơn Seven. Lần này thì Sơn Seven đã khôn ngoan cho tình huống di chuyển của mình. Nâng tỷ số lên 2-0 cho các thủ VTC. 30 phút đầu tiên mọi thứ êm đềm với các thủ Qatar, nhưng bây giờ ở trong 10 phút cuối của hiệp 1 họ lại bị thủng lưới đến 2 lần. Chúng ta còn khoảng 1 phút bù giờ trong hiệp đó này nữa mà thôi, nhưng mảnh lưới của Qatar đã bị rung lên lần thứ 2. Pha bóng mà chỉ có 2 cầu thủ của Qatar vào sân nhà trước vòng cấm của Chí Gòn. Nhưng đường chuyền Mốc. Nguy hiểm quá, rất đáng tiếc. Với trở lại hiệp đấu thứ hai và thậm chí là hiệp đấu này, các thủ Qatar phải nhận bàn thua thứ 3 sớm hơn so với hiệp 1. Đó là Trung Sắt, người mới vào sân ở đầu hiệp đấu thứ hai. Pha bóng mà Trung Sắt đã xử lý dứt điểm rất nhẹ nhưng lỡ nhịp với thủ thành Chí Gôn. Có lẽ bóng đã khé chạm vào một cầu thủ Qatar khiến cho mọi thứ chuyển hướng. Ít nhất là cho đến lúc này bất ngờ. Một cú đá nguy hiểm. Cú đá tốt của Văn Vĩnh. Bóng đá khẽ chạm vào đầu một cầu thủ ở hàng rào bên phía VTC, giúp cho các thủ Qatar rút ngắn tỷ số còn 1-3. Như vậy là dù do những tình huống tấn công mà họ đang gặp khó, thì ở trong một pha đá phạt, Văn Vĩnh đã có thể chuyển hóa cơ hội để bàn thắng. Rào thứ 5, đó là Trung Sắt đã vô tình chạm bóng vào đầu để chuyển hướng vào góc cao và khó về phía khung thành của Vũ Nhất. Với Mốc. Cú dứt điểm!
Từ Bình Thuận là tỷ số lên là 4-1. Một tình huống rất đơn giản, bóng quá khó chạm vào mép dưới của Sang Hàng. Bóng có độ quấn cầu vồng rất tốt của Thì Bình Thuận. Những giải pháp mà các cầu thủ của Vietnam Celtic đưa ra trận đấu này là rất đa dạng, ở những pha phối hợp, ở những cú dứt điểm từ xa. Hoàng Đăng Độ và Thanh Sang. Đó đường chuyền của Thanh Sang. Cơ hội trúng sát, cú đúp thầy. 5-1 cho Vietnam Celtic. Quả bóng mà các cầu thủ của Vietnam Celtic đã triển khai đá phạt, chứ không phải là cú dứt điểm thẳng của Thanh Sang. Cộng thêm một chút lập bập cho hệ thống phòng ngự của Qatar đã khiến cho họ vào nhà bán thua thứ 5. Và đó là cú đúp của chân sút số 18 trung sắt. Phan Luca cũng là người đã thực hiện một động tác rất tinh tế để giúp cho trung sắt có được quả trống. Cái sự hứng khởi cho ở trong những vòng đấu vừa qua. Ba trận lần này không biệt vị của các thủ bên phía Qatar. Đó là nỗ lực của số 10, thủ thành vũ nhất đã băng ra nguy hiểm. Cũng thành trống rồi, tất nhiên rồi. Bàn thua thứ hai của các đội viên Celtic. Nhưng vẫn đang là kết quả 2 năm cho viên đội Celtic. Mộ Luân, chân sút số 88 là người... Không phải Mộ Luân. Sự đối vị đó là số 88 chính xác là Mộ Luân. Chân sút đã ghi bàn thắng thứ hai cho các thủ Qatar. Mộ Luân, cơ hội. Có tình huống và tiếng còi cất lên. Pha phòng ngự có lỗi của Cosi. Và thậm chí là muốn chia thẻ vàng rút ra. Tỷ số có thể sẽ được rút ngắn cho các thủ Qatar, khi đó là pha phạm lỗi cho vòng cấm. Sẽ là một quả đá phạt cho penalty. Nhật Thanh của thủ Manchester số 12 sẽ là người được trao cho tình huống này cho Japan của các thủ Qatar. Nhật Thanh không vào! Cú đá quá hiền của Nhật Thanh, và đó cũng là tình huống đá chú ý cuối cùng của trận đấu giữa các thủ Qatar và Vietnam Celtic. Vòng đấu thứ 9 của đội bóng tại khuôn khổ giải bóng đá Mỹ Thành League tranh cúp Hoàng Minh. Tỷ số chung cuộc là 5-2 cho các thủ VTC. Xin chúc mừng. VTC có điểm số thứ 13 và họ tạm thời vượt lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ xếp sau đội bóng đứng nhất với 14 điểm, đó là FC Sivir Sài Gòn. Và đầy đã vượt lên trước Panabek và Tư Sản. Xin chúc mừng VTC Otic. Và chúng ta sẽ gặp lại họ ở vòng đấu tiếp theo vào tuần sau. Quý vị khán giả thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu của Thanh Vương và các thủ Lucky. Chúng ta sẽ trở lại sau đây 1 phút nữa trên fanpage.